Hello, xin chào tất cả các bạn đang quay lại với là kênh YouTube của Nông Dược Tỉnh Sáng Đường nhé mọi người nhé. Đấy thì cái video này thì mình sẽ cho mọi người đi xem có thể trồng được cây gì ở dưới cây keo này, cây dược liệu nhé. Có thể trồng được dưới cây keo này mà nó vừa là tiết kiệm được cái đất mà cây nó cũng phát triển được nhé. Đây, sẽ cho mọi người đi xem thực tế. Đấy, hiện tại thì bên vườn nhà mình đang còn trồng. Đấy, đây là cây, đây cho mọi người xem, trồng dưới cái keo nha mọi người nhé. Đây là cây, xin chia sẻ với mọi người, đây là cây lá khối nhá. Đấy thì cái cây lá khối này là khối tím, hay còn gối tía, hay còn gọi là khối nhung nhá. Nó có hai loại. Đấy, một loại khối trắng nữa, nhưng mà mình trồng là phải trồng loại khối tím này. Đấy, cái loại cây lá khối này thì nó có công dụng của nó là trung hòa được cái dịch axit ở trong dạ dày, và nó làm săn xé những cái chỗ viêm, chỗ loét. Đấy, và làm lành các cái vết loét. Thì cái này thì bên nhà mình đang còn trồng để đưa về nấu cao để điều trị cây dạ dày. Và cái lá khối này thì mình cũng có thể là dùng lá nó để sắc nước uống được nhá, để chữa cái dạ dày được nhá mọi người nhá. Đấy, cái công dụng của nó thì chúng ta đã biết sử dụng từ rất là lâu đời rồi. Đấy thì bây giờ bên nhà mình đang còn trồng ở trong vườn keo như thế này. Đấy, bởi vì cái đặc tính của cái lá khối này là nó ưa bóng. Đấy, cho nên là nó phải ở trong bóng dưới tán các cái cây khác thì nó mới sinh trưởng và phát triển được. Đây, như cái cây này thì bên mình cũng mới trồng thôi nha mọi người nhá. Đấy, nhưng mà nhìn nó cũng phát triển đây cả cái vườn này, nhìn cũng rất là ok được. Đấy, đó thì mình có thể là kết hợp trồng ở dưới những cái keo như thế này. Đấy thì cây lá khối nó vẫn sống được nhá mọi người nhá, và vẫn phát triển rất là tốt nhá. Đây cho mọi người xem. Đấy, cây lá khối này thì mình sử dụng được, cây nó mình chăm sóc được. Cái này cốt là mình giữ được độ ẩm nhá. Cái này mình phải tưới, phải giữ được cái độ ẩm cho đất, cho cây thì nó sẽ phát triển. Đây mọi người thấy không, đây là khối tím nhá. Đó. Và cây này thì mình cứ hái lá thôi nha mọi người nhá. Mỗi cây thế này thì có thể được hàng chục năm đấy. Mình cứ hái lá thôi, bữa sau cây nó lớn lên và mình cứ hái lá nó thôi. Đó, thì bên nhà mình đang còn trồng vào cái vườn keo như thế này. Đấy. Đấy thì cái giá trị kinh tế mang lại của cây lá khối mang lại thì cũng rất là cao nha mọi người nhé. Đấy thì hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ với mọi người. Đấy, mình có thể là lồng ghép trồng các cây dược liệu ở dưới của tán của cây keo như thế này. Còn tất nhiên nếu như mình trồng được ở dưới những cái tán cây khác nó cũng vẫn là sống được nhá. Đấy thì cái video này mình chia sẻ mọi người như vậy nhá. Rồi mọi người hãy đăng ký kênh Nông Dược Tỉnh Sáng Đường để theo dõi các cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.